mà súng cầm súng gạt cho lại quay phim. Đậu nằm súng chơi. Coi coi có cái tin nhắn không? Dạ luôn điện thoại có tin nhắn không? Nãy giờ lâu lắm rồi. Trời. Tướng trực mẹ. Coi coi có tin nhắn trong điện thoại không? Đây 27 tháng 9 năm 2018. Quay clip này đang năng trụ sở công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Năng lên là 6 tấc, kéo đi 30 mét. Gỡ đến tất cả quý khách hàng gần xa trong và ngoài nước. Nếu có nhu cầu năng chỉnh di dời nhà chống lún nghiêng, xin liên hệ công ty Điện Nhi, số điện thoại 0909 822 815. Tối ngày tào lao 73 không ông bở cứ vậy không. Đó giờ khác đi đủ mẹ không que chỏ ra bọt luôn dưới nè. Còn nữa cảnh bục sim còn á. Lên không? À còn lên được rồi. Đặt lại cái cũng lẻ quần. Vậy. Dương. Càng đi con. Hero này. Gặt cho mẹ ơi. Đủ má gì tiện. Kêu đi con giơ tay lên luôn. Ôi. Làm chuyện động trời không à? Quý khách hàng gần xa nếu có nhu cầu năng chỉnh di dời nhà chống lún nghiêng, xin liên hệ công ty Điện Nhi, số điện thoại 0909 822 815. Nhận thi công chống lún nghiêng, di dời, năng chỉnh. Tất cả mọi địa hình chặt hẹp. Đây là phần vị trí và cố móng kéo di giờ trụ sở công an huyện Phú Giáo đi 30 mét xây lại đưa vào vị trí. Đây là vị trí móng của nó.
trong quá trình nâng lên 60 phân để san lấp mặt bằng và đầm lót đường dày thả ống lăng để di chuyển trụ sở công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Di chuyển kéo đi 30 mét. Đây là giai đoạn đầu để mà đào đất, đục tách, phá nền hết, lắp kích thủy lực, nâng chỉnh lên 60 phân và san lắp lại, lấy mặt bằng, lót đường dày thả ống lăng để di chuyển, kéo đi. Ủa, ai ở trồng niêm này? Dạ. Trồng niêm này nãy giờ chưa niêm cái miếng nào chứ hả? Chưa. Sao kỳ vậy? Để vô làm gì? Gì kỳ tờ? Cầu thang nhưng cũng phải niêm chứ con. Đỡ nặng trên hai. Bớt nặng chưa? Được. Nhà đâu phải anh Bách?